kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay rất vui lại gặp lại quý vị ở một video tiếp theo về Đà Lạt. Em đang đứng ở ngay khu vực Hồ Xuân Hương vào lúc 15 giờ chiều. Buổi chiều hôm nay trời có nắng và có gió mát. Thời tiết ngày hôm nay cũng như là ngày hôm qua thì không còn lạnh như là mấy bữa trước nữa quý vị. Hôm nay em xin kính mời quý vị và các bạn cùng với em, chúng ta sẽ đi cập nhật tình hình. Cụ thể là em sẽ đi về một con hẻm trên con đường Chùa Linh Thứu, nơi mà có đường ray xe lửa băng ngang qua. Và ngay vị trí đó có một số cây man đào. Và sau đó em sẽ đưa quý vị và các bạn đi về khu vực Xuân Thọ để cập nhật tình hình hoa man đào. Em cũng không quên buổi chiều hôm nay xin kính chúc quý vị và các bạn thật là nhiều niềm vui và thật là nhiều bình an và hạnh phúc. Thời tiết bây giờ hiện tại em vừa mới đo được là 20 độ C. Vào buổi tối thì nhiệt độ xuống thấp nhất là vào 14 đến 15 độ C. Không còn lạnh như là mấy bữa nữa. Mấy bữa thì xuống đến 13 rồi có khi là 11, 12 độ. Hiện tại ở Đà Lạt thì có những khu vực có man đào đẹp như là dọc theo đường ray nè, rồi mộng đào nguyên ở khu vực Lạc Dương. Sau đó bên trong trường Đại học Đà Lạt cũng là những nơi mà có hoa man đào. Tuy nhiên thì mùa man đào năm nay vẫn chưa có nở nhiều và đẹp quý vị. Một số bông thì chỉ mới bắt đầu ra. Đây cũng là loài cây nở từ Tết dương lịch cho đến Tết âm lịch hàng năm. Đối với những cây man đào thì ngày nay người ta lai giống với giữa đào và mận. Thân thì giống cây mận, còn hoa thì lại có năm cánh giống như hoa mai. Bởi vậy thì mới có một cái tên sau này, đó là cây man đào. Khu vực này bên tay phải của em thì có khu đồi ngắm bình minh rất là đẹp luôn, đó là khu đồi Giả Chiến. Và đối diện với khu vực đồi Giả Chiến thì ngay khu vực đối diện thì có một căn nhà gỗ hàng năm, nơi đây thì cũng là nơi chụp hình với cây man đào. Một căn nhà gỗ bên cạnh có một cây man đào ra bông rất đẹp quý vị. Năm nay thì ở đây người ta cũng mở ra một cái khu, một cái quán cà phê. Đây là tỉnh lộ 723, nơi mà quý vị và các bạn sẽ đi về khu vực Thái Phiên. Đây là khu vực con đường trước đó thì có tên là DT723. Đi thẳng hướng này thì chúng ta sẽ giáp danh với tỉnh Khánh Hòa. Và đi trên con đường này thì chúng ta sẽ về với thành phố Nha Trang. Và tại trên con đường này cũng có một cây man đào. Hầu như là năm nào cũng ra bông đẹp và sớm quý vị. Và bây giờ thì những bông hoa đầu tiên cũng đã bắt đầu chớm nở, mang nắng ấm của mùa xuân đến. Sắp đến ở khu vực Mộng Đào Nguyên tại địa phận Lạc Dương thì sẽ có hoa đào rất đẹp quý vị. Em sẽ đến đó chia sẻ đến quý vị và các bạn trong thời gian gần nhất, khi mà những bông hoa man đào bắt đầu nở rộ. Khu vực Mộng Đào Nguyên thì nằm cũng xa trung tâm thành phố Đà Lạt, nằm tại khu vực Lạc Dương. Chúng ta sẽ đi về khu vực núi Lang Biang, sau đó đến vòng xoay, rồi theo đường 19 tháng 5 rẽ bên tay trái, tiếp tục đi theo đường mòn khoảng 5 km thì chúng ta sẽ đến khu vực Mộng Đào Nguyên. Em sẽ đến khu vực xã Xuân Thọ của thành phố Đà Lạt để cập nhật tình hình những cây man đào gửi đến quý vị và các bạn. Trên khu vực Xuân Thọ đây cũng là một con đường mà có hai bên với những cây man đào rất là đẹp quý vị.
khi mà du khách đến với con đường này á, thì cũng đều lưu luyến và để lại nhiều ấn tượng đẹp. Đây thì nằm ở khu vực ngoại ô trung tâm thành phố Đà Lạt. Và những bông hoa đầu tiên cũng đã bắt đầu chớm nở quý vị. Ở Đà Lạt hiện nay người ta cũng trồng rất là nhiều mai đào dọc theo con đường mà từ Trại Mát về đến cầu đất, để cho du khách có thể ghé đến chụp hình. Đà Lạt thì mang không khí thiên nhiên mát mẻ, bên cạnh đó nhẹ nhàng và len lỏi vào trái tim của những người phương xa. Đối với mùa mai anh đào ở Đà Lạt chắc chắn là sẽ có rất nhiều kỷ niệm. Những cô gái hay hay má đỏ, hồng hào thì đứng cạnh chụp hình bên những cây mai anh đào cũng khiến cho nhiều người thấm say. Ngoài ra thì khu vực Dốc Đa Quý, xã Xuân Thọ rồi về đến Trại Mát á, thì cũng có nhiều cây mai anh đào nữa đẹp lắm quý vị. Trong thời gian sắp đến thì em dự đoán là khoảng cuối tháng 12 và giữa tháng Giêng thì những bông hoa đào bắt đầu bung một màu hồng rực. Và đây cũng là một vị trí địa điểm mà rất là nổi tiếng và hàng năm thì có rất nhiều du khách các bạn đứng đây đến đây để mà chụp hình. Đào ở Đà Lạt thì nó lai giống ghép giữa hoa mai anh đào và hoa mai. Hoa mai anh đào ở Đà Lạt thì có màu hồng quý vị, màu hồng lợt. Đến mùa hoa mai anh đào nở rộ thì chắc chắn là ở khu vực này sẽ gây ngẩn ngơ rất là nhiều người, bởi vì có nhiều cây mai trở thành cây cổ thụ rồi, mọc một hàng dài ở đây luôn, san sát. Khi mà ra bông thì trông rất là hồng, hồng xinh tươi, rất là thơ mộng quý vị. Và đặc biệt là thời tiết mùa này ở Đà Lạt thì cũng là thời điểm đẹp nhất ở trong năm. Trong thời tiết tiết xuân trong lành thì bầu trời xanh ngắt. Khi mà đi ngang qua những con đường hoa mai anh đào như thế này thì rất là thích quý vị. Được mang từ nơi khác đến trồng. Và những cây đào này thường là người ta hay bán vào những dịp 28, 29, 30 Tết để mà trưng trong nhà đó. Cây này giống như là cây đào Nhật Tân đó quý vị. Đào Nhật Tân thì được trồng nhiều ở khu vực quận Tây Hồ, Hà Nội.
Và nhiều khi á, nhiều khi cô chú anh chị và các bạn chân tết xong á thì đem ra ngoài trồng để mà dưỡng lại. Rồi sang năm thì ra bông. Và giống như là một số cây mai, cây trắc vậy đó. Hầu như là cô chú anh chị và các bạn mua vào cuối năm á, thường là khi mà chân tết xong á thì sẽ đem ra ngoài để trồng, trồng vô những chiếc chậu hoặc là trồng ra đất rồi bón phân. Và bây giờ thì em xin kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đi khu vực hội chợ rau và hoa tại Đà Lạt. Khu vực hội chợ thì nằm ngay khu vực bên cạnh Hồ Xuân Hương, dọc lối đi lên trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. Những cái mô được bỏ vào bên trong như thế này, đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Tại đây có các mặt hàng như là hồng sấy nè. Một gói hồng sấy như vậy chỉ có giá là 75.000 đồng thôi quý vị. À, được người ta hút chân không rồi bỏ vào bên trong. Ngoài ra thì mình còn có thể là ăn thử trước khi mua. Khu vực hội chợ thì nhằm khẳng định thế mạnh của ngành sản xuất rau và hoa tại các doanh nghiệp ở Đà Lạt, quảng bá rau hoa cao cấp. Ngoài ra thì còn có các khu vực mà trưng bày các giống cây, rồi trang thiết bị kỹ thuật, vật tư nông nghiệp. Phiên chợ hoa thì được diễn ra vào ngày 19 cho đến ngày 26 tháng 12 năm 2022. Còn ở đây là các giống dâu nè. Rồi các mặt hàng. Từ nay đến ngày 24 tháng 12 á, người dân cũng như là du khách đến với chợ phiên hoa Đà Lạt bên cạnh Hồ Xuân Hương vào lúc 19 giờ cho đến 20 giờ 30 thì sẽ được thưởng thức buffet rau củ quả miễn phí. Em bắt đầu từ ngày 19 tháng 12 rồi. Tại đây thì có gần 50 tổ chức cá nhân cũng như là với 90 gian hàng rau hoa cũng như là các sản phẩm đặc trưng thế mạnh của thành phố. Các chậu bông, các chậu lan hồ điệp nè được tạo ra một cái màu xanh rất là đẹp và bắt mắt quý vị. Tại đây có nhiều giống cây trồng cũng mới, đặc biệt về kỹ thuật canh tác công nghệ cao, công nghệ hiện đại, phục vụ cho nông nghiệp rất là phát triển, rất là tốt. Và đặc biệt là buffet rau á thì được chế biến từ các loại rau chất lượng cao của Đà Lạt. Và rau ở đây thì người ta một số loại người ta trồng thủy canh á, không có bơm thuốc sâu, thành thử ra là cũng an toàn cho sức khỏe. Tại đây thì có các loại rịch nấm nè. Tại đây là nấm hầu thủ. Còn sen đá này.
Dạ, và đến ngay vị trí này em cũng xin được kết thúc video clip ngày hôm nay. Em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Một lần nữa em kính chúc quý vị và các bạn có thật là nhiều niềm vui và thật là nhiều bình an. Còn bây giờ em xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo của em trên kênh Cuộc Sống Đà Lạt.